Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta biết rằng ông Văn là người dùng cái chữ như tôi có nói hồi nãy, một khái niệm khá mới đối với giới Cơ Đốc, nhất là thời điểm đó, đó là ông dùng cái chữ Logos. Mà Logos là cái chữ 600 năm trước, tức là 600 năm trước khi Văn viết sách đó, thì có một người tên là Heraclitus. Ông là nhà triết gia Hy Lạp. Người ta gọi ông là nhà khoa học đầu tiên, vì ông là người mà hay đặt ra những câu hỏi. Tại sao ông hay đặt ra như thế? Tại sao như vậy? Tại sao nước nó hiện hữu? Tại sao con người chúng ta hiện hữu? Tại sao có con bò? Tại sao có vũ trụ? Tại sao có con người như vậy? Tại sao lại như ta như thế? Những câu hỏi tại sao đó được đúc gọn lại bằng một chữ gọi là Logos. Thì Logos nó có nghĩa là học, nó có nghĩa là học. Thì gốc từ của Logos, sau này triết học Hy Lạp mở rộng ra, thì học hay là nguyên nhân hay là nguyên do, nguyên do của cái gì đó người ta gọi là Logos. Thì ví dụ như là chúng ta có ở trong một số cái thuật ngữ, ở trong tiếng Anh chúng ta có tên gọi là theology, thần học đó. Tôi chắc tôi phải viết vào đây để cho anh em dễ theo dõi nè. Ví dụ như là cái chữ theology, anh em dễ theo dõi nha. Okay. Rồi anh em thấy màn hình vừa không ạ? Cái chữ theology ở trong tiếng Anh nó ra từ cái gốc từ logos đầu tiên. Gốc logos này, logi đây này, là logos. Nó có nghĩa của nó là để biết về Đức Chúa Trời. Để biết về Đức Chúa Trời thì chúng ta phải hiểu logos. Hay nói khác là logos chính là nguyên nhân để chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Logos là con đường để chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Mà Văn gọi logos đó chính là Chúa Giêsu. Ví dụ như chúng ta có chữ psychology, tâm lý học. Một lần nữa chúng ta thấy cái chữ logi, gốc từ của nó chính là logos. Như vậy để biết về ngành tâm lý học thì con người của chúng ta phải biết Chúa Giêsu là ai. Vì Chúa Giêsu chính là nguyên nhân của ngành tâm lý học. Để biết về nhân loại học chúng ta gọi là anthropology. Biết về nhân loại học, con người mình từ đâu đến, con người mình là ai, thì chúng ta phải hiểu thế nào là logos. Chúng ta phải biết logos là ai. Muốn biết con người mình thì phải biết Chúa Giêsu là ai. Vì Chúa Giêsu là đấng dựng nên con người, Ngài là nguyên nhân của mọi thứ. Thành ra ở bất kỳ những cái từ nào ở trong tiếng Anh để nói đến cái từ học thuộc thì người ta hay dùng cái chữ logi ở phía sau. Đó, cái chữ logi này là nó xuất phát từ cái chữ logos. Mà cái chữ logos như tôi nói là chính là ông Heraclitus là người nghĩ ra cái này. Ông là người bàn đến cái việc mà làm thế nào để hiểu con người mình nó tồn tại. Làm thế nào để hiểu một vị thần. Làm thế nào để biết về một Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn loài vạn vật này. Làm thế nào để biết chúng ta từ đâu đến. Và làm sao nguyên nhân của nó có mặt ở đây để làm cái gì? Thì ông là người đặt ra câu hỏi đó. Và 600 năm sau, và chính Văn đã dùng cái chữ ban đầu có ngôi lời, ban đầu có logos. Logos là Đức Chúa Trời. Thì những trước Văn, những nhà triết học như Plato là những người đã dùng cái chữ logos rồi. Vì vậy logos không phải là cái từ ngữ của kinh thánh sau trước đó ha, mà logos thực ra nó là một cái từ ngữ mang tính triết học của người Hy Lạp để phân tích về nguyên nhân của mọi thứ, thì người ta dùng cái logos. Và Văn đã mượn cái đó để mô tả về Chúa Giêsu là ai. Và Văn nói ban đầu có Đức Chúa Trời, ban đầu có ngôi lời, xin lỗi Văn dùng cái chữ đó, ban đầu có cái ngôi lời, mà ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có một vài từ ngữ mà chúng ta cần khai triển thêm một chút xíu.
Anh em không cần phải hiểu hết những điều mà tôi sẽ minh họa đây, bởi vì nó hơi phức tạp một chút xíu. Hy vọng là anh em kịp được tới đâu thì chúng ta sẽ nắm được tới đó. Thì gốc từ của chữ này mà chúng ta có thể khảo sát một vài chữ ở trong tiếng Hy Lạp. Thì trong chữ Hy Lạp dùng cái chữ đó là Theos, đây là chữ này là chính là chữ Đức Chúa Trời. Theos là Đức Chúa Trời, mà chữ đỏ đây là Logos, là ngôi lời. Là ngôi lời. Mà danh viết khá là thú vị ở đây. Đối với tiếng Hy Lạp, ở đây chúng ta thấy cái chữ Theos trước và Logos sau. Mà trước cái Logos có cái chữ O phía trước này, cái này đọc là Ho, cái này đọc là Theos and Ho Logos, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Lẽ ra mình phải nói là Đức Chúa Trời là ngôi lời. Lẽ ra phải dịch như thế, bởi vì Đức Chúa Trời đi trước, and này là Đức Chúa Trời là ngôi lời. Hiếu vọng quý vị nhìn vào màn hình, quý vị sẽ thấy. Thì Theos and Ho Logos, lẽ ra phải dịch là Đức Chúa Trời là ngôi lời, nhưng chúng ta dịch ngôi lời là Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Bởi vì có chữ Ho phía trước. Chữ Ho này là mạo từ, mà giống như chữ O này đó, đọc là Ho vì nó có cái dấu trọng âm ở phía trước. Ho Logos thì người ta nó có mạo từ, vì nó có mạo từ cho nên á nó phải làm chủ từ. Vì vậy mình dịch ngược lại, đó là Logos and Theos. Ho Logos and Theos dịch lại thành nghĩa đó, tức là ngôi lời là Đức Chúa Trời. Tại sao điều này rất là quan trọng? Tại sao dân không, ông dân ông không dùng cái chữ như thế này? Ví dụ như thế này, dân dùng cái chữ như thứ hai tôi có đưa ra ở phía dưới. Đó là tại sao dân không nói Kai Ho Logos and Ho Theos, tức là ngôi lời là Đức Chúa Trời. Tại sao dân không dùng như thế? Hai cái mạo từ đi chung với nhau, Ho và trước chữ Logos và Ho trước chữ Theos. Tại sao dân không dùng như thế mà dân bỏ cái mạo từ trước Theos, tức là trước chữ Đức Chúa Trời? Vì nếu dân dùng hai cái mạo từ với nhau, ngôi lời là Đức Chúa Trời, thì trong trường hợp này ngôi lời không có ai khác, chính là ngôi lời là Đức Chúa Trời. Bởi vì cả hai đều có mạo từ đi chung với nhau thì nó sẽ có nghĩa rằng ngôi lời là Đức Chúa Trời, hay nói khác là Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Nên nhớ, Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhưng Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Con, mà Đức Chúa Con không phải là Đức Thánh Linh. Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Ở trường phái Sibelianism, tức là trường phái tà giáo Sibelianism, đây tôi có đưa ra phía dưới này. Trường phái này họ cho rằng Đức Chúa Trời thể hiện ở ba hình thức khác nhau. Nó còn có cái tên gọi khác, người ta gọi là hình thức luận. Thì cái tên gọi này họ cho rằng trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã thể hiện Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Cha. Còn trong Tân Ước, Ngài thể hiện ở trong vai trò Ngài là Chúa Giêsu. Và trong thời Chúa, sau khi Chúa tái lâm, Tân Ước bây giờ đó, thời bây giờ đó, thì họ gọi là Đức Chúa Cha thể hiện trong vai trò là Đức Thánh Linh. Nghe có vẻ hợp lý mà nó không phải. Tức là họ nói rằng chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất mà thôi, không có Đức Chúa Trời nào khác. Cho nên đó là Ngài chỉ thể hiện ở ba vai trò khác nhau, đó là vai trò Cha, vai trò Con và vai trò Đức Thánh Linh. Nghe rất hợp lý, nhưng đó không phải là điều Kinh Thánh nói. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta có một Đức Chúa Trời, điều đó là đúng. Nhưng Đức Chúa Trời ở dạng ba ngôi khác nhau, đó là Ngài Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và ba ngôi vị này cũng là Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại cái phần này nữa ở trong cái phần học khi chúng ta đi vào giải kinh ở trong văn chương 1. Nếu chúng ta dùng cái thể thứ hai, tức là chúng ta đưa Đức Chúa Trời trước mà đưa Logos sau, giống như cách thứ hai ở đây, đó là Ho Theos and Ho Logos ở phía dưới này, dòng thứ hai đó, thì trong trường hợp này thì lúc đó ngôi lời là một vị thần. Đây là chứng nhân Jehovah họ dạy như thế, chứng nhân Jehovah họ dịch như vậy, vì họ thêm vào cái chữ, họ thay đổi cái chữ Theos này có cái mạo từ là mạo từ tờ, như tờ ở trong tiếng Anh, Ho ở trong tiếng Hy Lạp. Họ thay vào cái đó, nó thành có nghĩa là Đức Chúa Trời, ngôi lời chỉ là một vị thần. Và chính như Vai dạy rằng Chúa Giêsu chỉ là một trong những vị thần mà thôi. Mà trường phái này là trường phái Arianus, tên gốc mà sau này người ta đổi gọi là trường phái của Arianism, chứ là học thuyết của Arian.
chúng ta không theo cái đó. Tôi sẽ quay trở lại sẽ nói rõ thêm một phần này. Nếu ở trường hợp thứ ba mà cách mà dân nói đó là Kai Theos and Hologos, tức là ngôi lời là Đức Chúa Trời, mà trong khi đó cái chữ Theos không có mạo từ, thì trường hợp này chính là ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì? Ngôi lời giống như Đức Chúa Trời, Ngài giống như Đức Chúa Cha, Ngài tất cả những gì Đức Chúa Trời có, Ngài có đều tất cả như thế, không có gì khác biệt cả. Nhưng Ngài không phải là người đó. Chúng ta hiểu ý này không ạ? Chúa Giêsu, Ngài là ngôi lời, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài giống tất cả những gì của Đức Chúa Cha có, đồng đẳng với Đức Chúa Cha, nhưng Ngài không phải là Đức Chúa Cha. Cho nên dân dùng cái từ hết sức là khéo léo, dân bỏ cái mạo từ kho này để chúng ta biết rằng á, Ngài là Đức Chúa Trời nhưng không phải là Đức Chúa Trời đó. À, Ngài là giống như Đức Chúa Trời đó, à, giống như Đức Chúa Trời đó, giống như Đức Chúa Cha đó, chứ Ngài không phải Đức Chúa Cha. Trong giáo lý ba ngôi chúng ta luôn luôn khẳng định một điều rằng Đức Cha, Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời Cha không phải là Đức Chúa Con, Đức Chúa Con không phải là Đức Thánh Linh, nhưng cả ba là một Đức Chúa Trời. Cho nên trong cách dùng của dân hết sức là mỹ miều và hết sức là chuẩn mực về về từ ngữ mà chúng ta gọi đây chính là chính thống. Và dân dùng điều này để khẳng định cho chúng ta Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không phải là Đức Chúa Cha. Khá là thú vị về từ ngữ này. Tôi chắc phải bỏ qua một chút chỗ này, bởi vì đây là cái phần tương đối khó vì nhất là liên quan đến gốc từ cổ ngữ. Hy vọng là anh em có thể nắm được phần này. Lát nữa nếu anh thắc mắc thêm, tôi sẽ quay trở lại vấn đề này nếu có những thắc mắc nào. Chúng ta sẽ qua cái phần một số cái học thuyết sai lầm về về Chúa Giêsu, chúng ta gọi là những cái lạc thuyết ở trong lịch sử Hội Thánh trong 300 năm thế kỷ đầu, tổng khoảng 3 thế kỷ đầu đó, khoảng 300 năm. Chúng ta sẽ lấy 3 học thuyết chính trong khoảng 300 năm, tức là năm 100 cho đến năm 360 mấy đó, là những học thuyết này đã ra đời. Học thuyết tà thuyết mà chúng ta gọi họ nó xuất phát từ gốc chữ của tiếng Hy Lạp, được gọi là heresies. Mà hễ trong cái từ tiếng Anh mà mình gặp cái chữ như heresy đó, là chúng ta biết đó là chúng ta gọi là lạc thuyết đó, hay gọi là tà thuyết đó, là những người như vậy. Tà thuyết đầu tiên mà chúng ta sẽ bàn đến hôm nay chính là thuyết dưỡng tử. Cái thuyết dưỡng tử này là cái gì? Học thuyết này là được phát triển bởi một người tên là Theodotus. Ông ở tại thành Elder, ông có một cái chủ xướng vào thế kỷ thứ hai, tức là khoảng năm 220 mấy đó. Ông dạy rằng Chúa Giêsu là thực ra là một con người mà thôi. Cái học thuyết này nó ảnh hưởng từ học thuyết độc thần giáo của người Hy Lạp, xin lỗi, của người Do Thái. Mà người Do Thái tin rằng người ta gọi là monotheism, là chỉ có một thần mà thôi, một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngài không có ai khác ngoài Đức Chúa Trời. Đó là niềm tin của người Do Thái. Không có ai khác, không có thần nào khác. Như trong Phục Truyền đoạn 6 câu số 4 thì Kinh Thánh nói rằng hỡi Israel, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời có một không hai. Cho nên họ tin vào một Đức Chúa Trời duy nhất. Và từ cái chỗ dạy dỗ này đó thì nó đẻ ra thuyết dưỡng tử. Tức là họ nói rằng Chúa Giêsu vốn chỉ là một con người, Ngài chỉ là một con người thôi, cho nên Ngài không phải Đức Chúa Trời. Vì một con người có đạo đức tốt, cho nên lúc Ngài chịu làm báp têm đó, thì Chúa đã nhận Ngài, Đức Chúa Trời đó, Giê-hô-va đó, đã nhận Ngài làm con nuôi. Đó là nhận Ngài làm con nuôi thôi, chứ Chúa không có chết đâu. Tức là Chúa Giêsu chứ không có, tức là Thiên Chúa không phải là đấng chịu chết nhục nhã như vậy. Thiên Chúa không thể là đấng mà phải chết như thế, chỉ có con nuôi của Chúa mà thôi mới chịu điều này. Chúng ta được biết, người ta gọi đây là học thuyết về thuyết dưỡng tử đó, là đã có xảy ra trong thế kỷ đầu tiên này, đã cố gắng hạ thấp Chúa Giêsu trong cái giai đoạn này. Thứ hai là thuyết Arianism, hồi nãy tôi có đề cập rồi. Arius này, ông là người mà dạy rằng chỉ có một Thiên Chúa, đấng không được sinh ra, đấng vĩnh hằng và không có khởi đầu, đấng chân thật và bất biến, đấng sinh con một từ trước muôn đời,
Nhưng người con một này không được gán cho những phẩm tính của Thiên Chúa mà bị hạ thấp xuống cấp độ thụ tạo, tức là Chúa Giêsu chỉ là tạo vật mà thôi, theo theo ông Arius cho rằng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên Chúa Giêsu, và sau đó từ Chúa Giêsu mới dựng nên tất cả muôn loài. Thì cái này là chứng nhân Giê-hô-va, là theo trường phái này như tôi có nói hồi nãy, họ tin là như vậy. Và tà giáo thứ ba, tà thuyết thứ ba là tà thuyết của Sabellianism, là tà thuyết chúng ta gọi là thuyết duy nhất là Chúa Cha mà thôi, người ta còn gọi là hình thức luận. Thì học thuyết này được phát triển vào khoảng thế kỷ thứ hai, và năm 220, có lẽ là khoảng giai đoạn đó. Thì họ cho rằng Đức Chúa Trời đấng sáng tạo ra muôn loài vũ trụ này, Ngài chính là Chúa Cha, Ngài đấng thống trị, và Ngài chỉ đóng vai là Chúa Giêsu thôi. Khi Ngài xuất hiện trần gian này, đóng vai Chúa Giêsu, còn gọi là Thánh Tử. Và sau đó khi ban phát ân sủng thì Ngài đóng vai là Đức Thánh Thần, hay gọi là Đức Thánh Linh. Và chúng ta gọi học thuyết của Sabellian đó, người ta thường gọi là học thuyết hình thức luận, tức là Đức Chúa Trời được xuất hiện ở trong ba ba hình thức, ba dạng thức khác nhau: dạng Cha, dạng Con và dạng Đức Thánh Linh. Tất cả cái ba dạng này, ba tà thuyết này là nhằm hạ thấp, nhằm giải thích về Chúa Giêsu, nhưng thực ra họ rơi vào một sai lầm, đó là hạ thấp về phẩm chất của Chúa Giêsu. Tôi có thể tóm lại cho lớp học như thế này: chúng ta chỉ có một cách giải thích duy nhất, mặc dù khó làm cho chúng ta thỏa đáng về thuyết tam vị nhất thể, hay còn gọi là Đức Chúa Trời một ngôi, gọi là Đức Chúa Trời ba ngôi đó, rất khó giải thích. Nhưng chúng ta có thể giải thích đơn giản như thế này, đó là chúng ta có một Đức Chúa Trời duy nhất. Đức Chúa Trời đó là được thể hiện trong ba ngôi vị khác nhau, mà Ngài hay nói khác là Ngài có ba ngôi vị: Cha, Con và Đức Thánh Linh, đồng đẳng, đồng quyền, tự hữu và hằng hữu muôn đời. Đó là cách giải thích duy nhất. Nếu như chúng ta tin Chúa Giêsu là một vị thần nào đó, hay còn gọi là Chúa Con thôi, Ngài không phải là Đức Chúa Trời, Ngài thấp hơn Cha, thì chúng ta sẽ rơi vào sự độc thần, hay gọi là chúng ta chỉ rơi vào vi phạm Kinh Thánh ở chỗ đó, là Kinh Thánh dạy rằng chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Anh em nắm ý tôi muốn nói không ạ? Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu là một vị thần, là một Đức Chúa Trời khác với Đức Chúa Cha mà chúng ta có, hay nói khác là Ngài không phải là Đức Chúa Cha, Ngài không phải là Ngài không đồng đẳng. Tôi xin chỉnh lại từ ngữ mà tôi muốn dùng, tôi sợ anh em nghe rối lỗ tai. Nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu thấp hơn Đức Chúa Cha, Ngài là tạo vật mà thôi, hoặc cho dù Ngài không phải là tạo vật, Ngài là Con mà thôi, Ngài thấp hơn Cha, thì chúng ta có hai thần: thần Cha và thần Con. Chúng ta có hai vị thần để thờ. Đức Chúa Trời của chúng ta không phải như vậy. Kinh Thánh dạy chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, đó là Cha, Con và Đức Thánh Linh. Chúa sẽ không nhường vinh hiển của Ngài cho bất kỳ ai, cho dù là Đức Chúa Con, nếu như Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Hãy nhớ như vậy. Như vậy chỉ có cách duy nhất là chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời, là Cha, Con và Đức Thánh Linh, không có cách nào khác. Ok, không biết là có ai muốn ý kiến gì không? Các ở trung tâm, tới cái phòng này có ai muốn ý kiến gì không ạ? Tôi muốn nghe ý kiến của quý vị để cho biết là quý vị còn nghe tôi nói. Tôi sợ nhất là tôi dạy online mà tôi nói một mình, không ai nghe cả. Cái trung tâm có ai có muốn ý kiến gì về việc này không ạ? Trước khi chúng ta đi tiếp. Đi tiếp mục sư. Ừ, ok phải không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp. 11 giờ rưỡi chúng ta sẽ nghỉ ăn trưa nhé. Thế thì trọng tâm của niềm tin của chúng ta là gì? Khi chúng ta bàn về vấn đề này, ai có thể chứng minh được nó là đúng? Ai có thể gọi làm sao mình có thể có những cái chứng cứ đầy đủ nhất cho vấn đề này? Câu trả lời của chúng ta chính là Kinh Thánh. Vì chúng ta có Kinh Thánh rải rác từ sáng thế ký cho đến khải huyền, đều cho chúng ta biết có Cha, Con và Đức Thánh Linh. Ở trong văn 1,
chúng ta sẽ quay trở lại về việc mà khi Chúa khi chúng ta giải nghĩa dân đoạn 1 khi nói về muôn loài, tôi sẽ quay trở lại cái vấn đề đó một lần nữa để chúng ta biết được rằng khi Chúa tạo nên muôn loài vạn vật đều có sự hiện hữu của Cha, Con và Đức Thánh Linh ở tại đó rồi. Như vậy cái dân chúng ta biết là Logos này là Logos nhập thể. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi đó là Logos nhập thể hay là ngôi lời nhập thể, ngôi lời làm người. Ở trong dân đoạn 1 á thì có cho chúng ta biết về 6 chân lý về Chúa Giêsu, một sự thật về Chúa Giêsu rất rõ ràng. Chúng ta sẽ quay trở lại nữa, như tôi nói tôi sẽ nhắc đi nhắc lại về điểm chính của Phúc Âm dân. Ở câu 1 đó là Ngài đấng là đấng hiện hữu từ muôn đời rồi. Ban đầu có ngôi lời. Ngài đã hiện hữu từ muôn đầu mà muôn đời từ đầu rồi. Nó khác với ban đầu của Sáng Thế Ký đoạn 1. Sáng Thế Ký đoạn 1 đó là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và ban đầu của dân đoạn 1 có sự khác biệt một chút xíu. Tôi sẽ nhắc trước cho anh em. Cái chữ ban đầu của dân là ban đầu từ vô tận. Ban đầu có ngôi lời, có từ vô tận rồi. Arche trong gốc từ của tiếng Hy Lạp, nó được dùng cái chữ vô tận từ chỗ không xác định được. Nhưng mà ban đầu của Sáng Thế Ký đó là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Thì ban đầu này có thời điểm, có một thời điểm nào đó, có thể chúng ta không biết thời điểm đó từ khi nào, nhưng có một thời điểm nào đó Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn loài vạn vật này. Nó khác với ban đầu của dân. Thành ra đó là lý do Chúa viết, Chúa cho phép viết Kinh Thánh bằng Tân Ước bằng Hy Lạp là vậy. Chứ còn viết bằng tiếng Việt là chúng ta sẽ gặp rắc rối vô cùng, vì tiếng Việt mình phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp tiếng Việt đâu. Mà trong cái đó tiếng Hy Lạp á, cho dù có thay đổi đầu đuôi, có thay đổi về trật tự cỡ nào đi chăng nữa thì cấu trúc của ngữ pháp nó vẫn không thay đổi. Chỉ cần có mạo từ, chỉ cần có cấu trúc câu nó được viết chỉnh chu như vậy thì có đảo đi chăng nữa nghĩa của nó vẫn không có thay đổi. Đó là đặc điểm rất là hay của tiếng Hy Lạp. Ở trong cũng trong câu 1 thì cho ta biết rằng ngôi lời này có một thân vị rất là riêng biệt. Ngài không phải là Đức Chúa Cha như tôi đã nói, Ngài là Đức Chúa Con. Ngài trở nên người mang lấy hình hài thân thể bằng xương bằng thịt giống như chúng ta. Ngài đã và là hiện là Đức Chúa Trời. Ở trong câu số 2 cho ta biết là gì? Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy là Ngài là đồng hiện hữu đời đời với Đức Chúa Trời từ lâu rồi. Và câu số 3 cho ta biết là muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Và câu số 3 cho biết Ngài là đấng sáng tạo. Ngài sáng tạo nên vũ trụ muôn loài bằng vật này. Rồi câu 4, câu 5 và câu số 9 cho ta biết là Ngài là nguồn của tất cả sự sáng và sự sống. Chúng ta không tạo ra ánh sáng, không tạo ra được. Chúng ta chỉ có thể gọi là chế nó ra, chế từ cái gì đó. Ví dụ như chúng ta đập hai cái thanh sắt với nhau, nó có thể phát ra sự sáng. Chứ chúng ta không có tạo ra sự sáng được, mà chúng ta có thể chế nó được thôi. Vì vậy Đức Chúa Trời là nguồn của sự sáng. Ngài chính là nguồn của sự sáng và là nguồn của sự sống. Đây là chính là thân vị rõ ràng nhất mà của Chúa Giêsu được đề cập ngay ở trong câu số 1 mà thôi. Thế thì chúng ta có 7 nhân chứng ở trong Kinh Thánh đó. Cái gì số 7 cực kỳ là đẹp và cực kỳ là trọn vẹn. Hễ Chúa dựng nên muôn loài vạn vật cũng 7 ngày. 7 ngày và Chúa nghỉ. Rồi có 7 nhân chứng về Chúa Giêsu là ai. Đây là điều khá là thú vị. Khá là thú vị. Người nhân chứng đầu tiên về Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời, là Chúa đời đời, người đó chính là Giăng Báp Tích. Người thứ hai là Nathanael. Khi mà Nathanael đã có cái sự ngờ ngại về Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã bày tỏ với Nathanael. Người thứ ba là Phi-rơ. Chúng ta nhớ trong trường hợp nào không? Khi mà Chúa Giêsu có dẫn các môn đồ của Ngài đến tại một thành gọi là thành Caesarea Philip. Thành phố Philip có một đặc biệt, đó là rất là nhiều thần tượng ở đó. Và Chúa Giêsu đã dẫn họ đến tại đó.
dường như Chúa Giêsu cho họ có một buổi tham quan về thành phố này để nhìn toàn cảnh về thành phố và gặp rất nhiều thần tượng khác nhau ở tại đó, và thậm chí người ta nói số lượng của thần tượng ở bên đó còn đông hơn dân số nữa. Người nhất là có những thành phố lớn, ví dụ như Athens, họ thờ luôn một vị thần không có biết gì cả, là trong tên rất là nhiều thần. Ấn Độ giáo thờ khoảng 2.000 thần, trong đó có thần con bò, rất là nhiều vị thần, họ đếm được từng cái tên của các thần như vậy, và có những thần đếm không nổi nữa, cho nên họ ghi là thần không có biết. Riêng tại Caesarea Philippi thì không có quá nhiều thần lắm, nhưng mà thần không phải là ít, rất là nhiều, và rất là nhiều thần tượng rất là đẹp, và trong đó người ta làm một bức tượng của nữ thần mà tôi quên mất cái tên của cái bức tượng này rồi. Có lẽ rằng đó là nơi mà các môn đồ đều quen thuộc với khu vực này đó, và Chúa Giêsu cho họ xem điều đó. Sau đó Chúa Giêsu mới hỏi họ, người ta nói ta là ai? Và sau đó Chúa Giêsu quay trở lại hỏi các môn đồ, còn các ngươi nói ta là ai? Đây là câu hỏi ký tử, không phải là câu hỏi bình thường. Bởi vì nếu chúng ta không biết Chúa Giêsu là ai trong suốt những năm tháng theo Chúa, trong suốt những năm tháng chúng ta tôn vinh Ngài, chúng ta giơ những cánh tay chúng ta nói Chúa ơi con yêu Ngài, Chúa ơi con thờ phượng Ngài, Chúa ơi con dâng hiến tài chánh của con cho Ngài, dâng hiến thì giờ của con cho Ngài. Nhưng tới hồi hỏi Chúa Giêsu là ai, họ không biết câu trả lời, không biết gì cả. Hồi đi học á, cách tốt nhất mà khi ông thầy hỏi mà mình không trả lời được đó là im lặng. Cho nên là các môn đồ không ai dám trả lời hết, họ chọn một phương pháp im lặng. Và Phi-rơ là người đã trả lời. Phi-rơ là người duy nhất đã trả lời, Ngài là đấng Mêsia, Ngài là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Phi-rơ là nhân chứng rằng Chúa Giêsu là ai. Và sau đó là Ma-thê, hay gọi là Ma-tha đó, em của Lazarus. Thomas, chúng ta nhớ câu chuyện của Thomas. Thomas là người hoài nghi. Khi Chúa Giêsu sống lại, ông không được chứng kiến về việc Chúa Giêsu sống lại. Và ngay khi mà người ta đồn về việc Chúa Giêsu sống lại, nhất là những phụ nữ mà đồn về Chúa Giêsu sống lại. Thomas là một người Do Thái điển hình. Đối với người Do Thái, lời chứng của phụ nữ không có được giá trị pháp lý. Cho nên là việc Thomas nghi ngờ là chuyện không có gì là lạ. Thomas nghi ngờ về việc lời chứng của những người phụ nữ đã từng gặp Chúa. Thomas không có tin. Dường như Thomas muốn nói rằng tại sao mấy ông tin những lời của đàn bà, tin những lời đồn như thế, phải kiểm chứng đàng hoàng chứ. Chúng ta có thể hiểu giống như Thomas đã khẳng định điều đó. Và hãy tưởng tượng được ngay lập tức hôm đó Chúa Giêsu đã xuất hiện. Hãy tưởng tượng nếu mình là Thomas đi nhá, mình vừa mới nói câu đó mà Chúa Giêsu xuất hiện ngay trước mặt mình và Ngài nói với Thomas, hỡi Thomas, hãy xem ta đây, hãy rờ tay ta đi, rờ vào dấu đinh này, rờ vào bên hông của ta. Xin lỗi, bố Thomas còn không dám thở, không dám rờ, Thomas không dám làm điều đó. Kinh Thánh cho ta cho biết lời Thomas đã làm gì. Thomas đã quỳ lại, ông đã quỳ lại sắp mặt xuống đất, ông nói lại Đức Chúa Trời tôi, lại Chúa tôi và lại Đức Chúa Trời tôi. Đây là một lời tuyên xưng vĩ đại mà Thomas đã dành cho Chúa Giêsu. Sau đó là sứ đồ Giăng, ông là người làm chứng về nhân chứng quan trọng về việc Chúa Giêsu chính là con Đức Chúa Trời, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Và một điều nữa, chính Chúa Giêsu làm chứng về chính Ngài, Ngài đã mô tả Ngài là Đức Chúa Trời. Tôi sẽ quay trở lại cái đặc điểm tại sao việc Chúa Giêsu chứng minh mình là Đức Chúa Trời là điều quan trọng. Nhưng quay trở lại vấn đề, nhân chứng là điều vô cùng quan trọng theo văn hóa của người Do Thái. Chỉ cần một nhân chứng thôi, mà nhân chứng đó là nam giới đủ tuổi, thì nhân chứng đó đủ về mặt pháp lý. Mà bây giờ là 7 nhân chứng, và nhân chứng đó là nhân chứng trọn vẹn và đầy đủ để chứng minh Chúa Giêsu là ai. Thì đây là điều vô cùng quan trọng cho niềm tin của chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nào chối cãi về bằng chứng rằng Chúa Giêsu là ai và nguồn gốc của Ngài từ đâu mà đến. Ngài rõ ràng chính là Đức Chúa Trời. Trở lại cái bảy phép lạ. Một cái nữa, trước khi tôi đi quay trở lại vấn đề này, tôi xin lướt qua bảy phép lạ này. Chúng ta đã nói đến biến nước thành rượu và con trai chữa lành cho con trai viên quan, cũng là bảy nhân chứng và bảy phép lạ và bảy lời tuyên bố ta là nó có cái số bảy mà khá là trọn vẹn. Ta là đấng ta là,
Ta là bánh sự sống, ta là ánh sáng của thế gian, ta là người chăng gìn lành, ta là cái cửa, ta là sự sống lại của sự sống, ta là đường đi chân lý và sự sống, ta là cây nho thật. Đây là niềm tin hết sức là quan trọng. Chúng ta sẽ không tìm thấy bất kỳ ở chỗ nào mà vị gọi là những người mà giáo chủ nào trên đời này xưng mình là Đức Chúa Trời. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng duy nhất xưng mình là Đức Chúa Trời. Ngài nói ta chính là đường đi, chân lý và sự sống. Tôi có một dịp thú vị cách đây vài năm rồi, khi đi xe từ quê tôi, từ Gia Lai tôi xuống Sài Gòn, thì lúc ngồi trên xe thì tôi mua vé sớm, cho nên là tôi được ngồi phía trước xe. Vì cớ là có một cái cô gái sinh viên đó thì bị sai xe, cho nên là cô mới xin tài xế xe là đổi chỗ với tôi. Tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên là thôi tôi nhường chỗ cho cô này và tôi ngồi phía sau. Và khi tôi xuống ở phía sau, số ghế của cô này khiến cho tôi bất ngờ. Đó là cô ngồi kẹp giữa năm ông thầy chùa. Tôi trong đầu tôi nghĩ, thú vị đấy. Ngồi chung với năm ông thầy chùa 10 tiếng đồng hồ từ Gia Lai xuống Sài Gòn, biết làm gì đây? Thì phải nói chuyện chứ. Thế là tôi dành thời gian nói chuyện với thầy chùa ngồi kế bên tôi. Kế bên tôi là một ông thầy, hai người phía trước là hai ông thầy, và bên tay phải tôi cũng là hai ông thầy, năm ông. Thế là tôi họ mới hỏi thầy ngồi kế bên tôi, thưa thầy, thầy xuống Sài Gòn có việc gì không? Thì ông trả lời, tôi xuống Sài Gòn để đi học cử nhân Phật học. Tôi đã tốt nghiệp và cao đẳng ở tại Gia Lai và muốn xuống Sài Gòn học cử nhân. Và nếu mọi việc suôn sẻ, nếu cuộc đời cho phép, nếu tôi may mắn, nếu tôi có duyên, theo thầy này nó, tôi muốn đi học Đài Loan để lấy bằng thạc sĩ hoặc là tiến sĩ về Phật học. Và ông này có một cái giấc mơ khá là lớn, có một tham vọng rất là lớn. Thế là tôi bắt đầu hỏi, thế thì thầy là thầy cho tôi biết rằng tôi là người ngoại đạo, tôi không có biết gì về Phật giáo cả. Thầy cho tôi biết là cái tinh hoa nhất của Phật đó, lời dạy của Đức Phật là gì. Ông nói dài lắm, ông nói kéo dài, tôi nhớ không lầm chắc khoảng chừng gần 2 tiếng đồng hồ trên xe. Mà thực ra tôi không hiểu gì, nhưng mà tôi ráng tương tác thôi. Tôi ráng nói dài, ông giảng tôi một bài về kinh Phật. Wow. Hồi sinh viên thực ra tôi có nghiên cứu về Phật giáo. Khi tôi làm đề tài đó, làm đề một bài viết ngắn thôi, tôi có nghiên cứu, nhưng mà không có nào hiểu hết được. Ông nói càng dài tôi cũng nghe rối não luôn. Và sau đó tôi mới hỏi thưa thầy, vì thầy nói ngắn lại đi, tức là sau khi thầy nói gần 2 tiếng đồng hồ đó, tức là thầy nói ngắn lại cho tôi biết là làm thế nào để một con người tu thành tiên được, tu thành siêu thoát được. Cái này ông gặp khó rồi đó. Ông mới ấp úng xong rồi ông nói để siêu thoát được là lại thế này lại thế kia, rồi mình phải tu thành chánh đạo rồi vân vân. Ông nói cũng khoảng thêm 30 phút nữa. Sau đó tôi hỏi câu hỏi thứ ba khiến ông không trả lời được. Tôi mới hỏi là thưa thầy, thế thì thầy có biết rằng mình được lên niết bàn hay không? Thì ông không có trả lời được. Cái này thì ai mà chắc được là mình phải thế này mình với thế kia lại một lần nữa. Thì tôi bắt đầu quay trở lại với ông. Này thưa thầy, riêng tôi thì tôi biết điều đó. Tôi biết tôi được lên niết bàn. Ông mới ngạc nhiên lắm. Ông ngạc nhiên, ông đang hút thuốc lá. Ông bỏ thuốc lá liền, ông nói làm sao anh biết được điều đó? Làm sao anh biết được? Tôi nói tôi biết tôi có sự sống được rồi. Vì Kinh Thánh chép rằng ta viết cho các con điều này để các con biết mình có sự sống được rồi. Và thế là tôi bắt đầu từ cái đó và tôi làm chứng cho ông. Ông nói tôi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì tới lượt tôi nói 40 phút thôi, không bị dài lắm, khoảng 40 phút. Và lúc đầu ông kêu tôi bằng anh, xưng mình là thầy. Và sau khi tôi nói sau 40 phút, ông đổi xưng hô, ông xưng lại mình bằng tôi và gọi tôi bằng thầy. Và cuối cùng hai thầy nói chuyện với nhau. Và sau đó thì tôi mới nói với ông thế này. Tôi nói thưa thầy, thầy hãy tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình để thầy kinh nghiệm sự sống đời đời. Tôi thấy ông chảy nước mắt. Ông nói với tôi như thế này, thầy ơi, tôi không thể làm điều đó được. Tôi có ước mơ, tôi có lời thề ước rồi, tôi có lời thề rồi. Tôi xin lỗi, tôi không theo thầy được, tôi phải theo Phật thôi. Tôi mới nói thưa thầy, tôi không mời thầy theo tôi không có cái gì cho thầy đâu. Tôi chỉ mời thầy hãy trở lại với ông trời bằng con đường thập tự giá của Chúa Giêsu mà thôi.
Bữa đó năm thầy chùa đều nghe tôi rất kỹ lưỡng và một số người trên xe. Cho nên khi chúng tôi xuống xe ở tại Bù Đăng nơi ăn tối đó, khoảng chừng 11 giờ mấy đó, 11 giờ mấy khuya rồi, thì ông lê xe mà nói: "Ok anh Trình Đạo hồi nãy đâu rồi, mời anh xuống ăn cơm nha." Lại như vậy, tức là cả xe đều đều nghe tôi đang làm chứng cho hai thầy chùa. Đó là một cái trải nghiệm khá là đặc biệt. Điều tôi đang nói đây là Chúa Giêsu là đấng duy nhất Ngài công bố ta là đường đi chân lý và sự sống, không có một tôn giáo nào, không có một giáo chủ nào. Đức Phật nói cái gì? Vấn đề là ta không phải là đường đi, ta không phải là chân lý, ta chỉ các ngươi đâu là đường đi, đâu là chân lý. Ta không phải là vầng trăng, ta chỉ các ngươi đâu là vầng trăng. Như Chúa Giêsu nói thẳng, ta chính là đường đi và chân lý. Đây là lời tuyên bố và lời là một nhân chứng để khẳng định về về Ngài là ai. Một cái biểu đồ khá thú vị, trước khi chúng ta ăn trưa, tôi sẽ qua chúng ta cái phần biểu đồ này. Đây là biểu đồ khá thú vị. Chúa Giêsu nói mình là Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở trong Giăng đoạn 10. Xin mở với tôi Giăng đoạn 10 nhé. Giăng đoạn 10 có 30 và 31. Đây là một câu chuyện mà tôi biết là chúng ta khá là quen thuộc rồi. Chúa Giêsu có nói ta là người chăn nhìn lành ở câu đó, từ câu từ cái đoạn trước trong Giăng đoạn 10 đến cái phân đoạn sau này, giữa tranh cãi nóng hổi giữa Chúa Giêsu và người Do Thái, thì Chúa Giêsu có nói một câu mà khiến cho người Giuđa muốn ném đá Chúa Giêsu. Đó là Chúa Giêsu nói ta với Cha là một. Câu này được chép ở trong câu 30. Ta với Cha là một. Đây là một câu nói chết người. Một câu nói không có cái gì mà gọi là đáng sợ bằng câu nói này. Vì câu nói nó có thể khiến cho Chúa Giêsu mất mạng bất kỳ lúc nào. Anh em cứ tưởng tượng đi, anh em đi vào nhà của nhà thờ của Hồi giáo. Dám nói Đức Allah đó là Thánh Allah, hay là dám nói Muhammad không phải là tiên tri, là anh em sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ liền. Lăng mạ đến vị tiên tri vĩ đại của người Hồi giáo. Thì bây giờ Chúa Giêsu đang đứng trước những người tin kính, đó là những người Giuđa, họ kính sợ Chúa và yêu mến Đức Chúa Trời và tin chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất mà thôi, không có một vị thần nào khác. Và hễ ai dám giảng dạy nghịch lại với điều đó, cho dù người đó chỉ cần nói cái gì đó thôi về 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 Đức Chúa Trời sai lầm một chút xíu, hay là tự xưng mình cái gì đó ngang ngang thấp hơn một chút xíu thôi, hoặc tự xưng mình tiên tri mà không phải là tiên tri của Đức Chúa Trời, là đủ để ném đá chết rồi. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu dõng dạc tuyên bố ta với Cha là một. Khá thú vị khá là thú vị. Và điều này khiến cho Chúa Giêsu một chút xíu nữa là sẽ bị chết. Dĩ nhiên thời điểm của Chúa Giêsu chưa phải chết lúc này, cho nên Chúa chưa sẽ chết được. Phản ứng của người Do Thái là gì? Câu 31 cho người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Giêsu phán rằng ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến. Vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng: "Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lọng ngôn. Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời." Ok. Họ hiểu đúng rồi đó. Thưa các anh em, họ hiểu đúng điều Chúa Giêsu nói. Họ hiểu đúng khi Chúa Giêsu nói ta với Cha là một, tức là Ngài đang nói về về thẩm quyền của Ngài giống như Đức Chúa Trời. Thẩm quyền của Ngài như Đức Chúa Cha đó là Ngài có đồng đẳng, đồng quyền và Ngài ngang hàng với Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha như thế nào thì ta như thế. Nếu như họ hiểu sai về Chúa Giêsu nói, khi Chúa Giêsu nói ta với Cha là một, nếu điều này là một theo cách nghĩa của người theo một ngôi như kiểu của chứng nhân Jehovah, một ở đây họ nói rằng là hiệp một thôi, là hiệp nhất thôi, giống như vợ chồng là một, kiểu như là đang ám chỉ về sự hiệp một của hai vợ chồng mà thôi, chứ không phải là đồng đẳng đồng quyền. Nếu họ hiểu như thế thì họ sẽ không nói câu này. Họ sẽ không nói đó là ngươi là người mà dám tự xưng là Đức Chúa Trời, và họ khẳng định, họ lặp lại điều Chúa Giêsu nói: "Ngươi là con người mà dám xưng mình Đức Chúa Trời." Và Chúa Giêsu có điều chỉnh điều họ nói không? Không. Nếu họ hiểu sai thì Chúa Giêsu phải giải thích chứ. Chúa Giêsu phải nói: "Ô các ngươi đã hiểu sai, ý ta nói rồi. Ý ta nói là ta là hiệp một với Cha thôi, ta giải thích ta không phải nói ta là Đức Chúa Trời đâu. Chúa có quyền giải thích điều đó."
Nhưng Chúa Giêsu đã chấp thuận điều họ giải thích đó. Và Chúa Giêsu đã đồng ý với điều đó. Và Chúa Giêsu đã công nhận các ngươi đã hiểu bài đúng rồi đó. À, hiểu đúng rồi đó. Nhưng vấn đề là các ngươi không được phép ném đá ta mà thôi. À, họ đã hiểu đúng điều này. Vì chúng ta sẽ làm một cái bài toán rất đơn giản để chúng ta phân tích cái cấu trúc này. Nhưng mà cái phần này nó khá là đơn giản thôi. Nếu Chúa Giêsu nói mình là Đức Chúa Trời là sai, điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa Giêsu nói mình là Đức Chúa Trời là sai? Như vậy Chúa Giêsu thực tế là ai? Chỉ có hai cái thôi. Thứ nhất, nếu Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, Ngài là một tên lừa dối. Không có cách nào khác. Ngài không phải Đức Chúa Trời mà Ngài dám lừa người khác. À, dám giảng dạy sai lầm để lừa dối những con người, để kéo người ta theo mình. Thường thường người ta lừa dối với mục đích gì? Mục đích của sự lừa dối có thể là muốn có danh tiếng, hoặc lừa dối để được nổi tiếng, à, lừa dối để được danh vọng, để có nhà, có cửa, có xe hơi. Người ta lừa dối để có vật chất, để kéo người ta tới sự thờ phượng mình, kéo người ta để tôn trọng đến mình. Người ta lừa dối điều đó để được giàu có. Nhưng mà Kinh Thánh cho người ta biết Chúa Giêsu sống như một con người thực sự nghèo khó. Ngài đã từng nói chim thì có ổ, chim trời nó có tổ của nó, con cáo thì nó có hang, mà con người thì không có chỗ cúi đầu. Chúa Giêsu đã chấp nhận sống một đời sống thiếu thốn. Ngay gian đoạn 6 đã cho ta biết là có những lúc người ta muốn tôn Chúa Giêsu làm vua, bởi vì người ta muốn vua của họ là khác với vua mà Chúa Giêsu đang bàn đến. Đấng Messiah của họ khác với Messiah của Chúa Giêsu đang nói đến. Vì đấng Messiah của cả Phi-rơ lẫn các môn đồ của Chúa Giêsu lẫn những người Do Thái, đó là đấng Messiah sẽ trở lại với Israel. Ngài sẽ sanh ra giữa vòng Israel, Ngài sẽ thiết lập lại đất nước Israel, Ngài sẽ làm vua và đánh đuổi giặc xâm lăng. Đó là đấng Messiah của người Do Thái. Kể cả tư duy của Phi-rơ vẫn còn nghĩ như thế, và nghĩ Chúa Giêsu sẽ cầm gươm, sẽ chống lại điều đó. Nhưng mà đấng Messiah của Chúa Giêsu lại là đấng Messiah làm người, sống được sanh ra trong một chỗ thấp hèn nhất và chịu chết một cách không thể mô tả được cái chết này, một cái chết thê thảm, một chết đau đớn nhất. Tại sao Chúa Giêsu chết vì lời nói dối trá đó? Tại sao Chúa Giêsu phải như thế? Nếu Chúa Giêsu làm tên lừa dối thì Ngài phải làm mọi cách để lừa dối, thì phải ích lợi cho bản thân mình. Tất cả những bằng chứng cho chúng ta thấy về sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, nhân cách của Ngài và con người của Ngài, Ngài không thể là một người lừa dối. Chỉ có phương án thứ hai thôi. Có thể Ngài là một người tên điên thôi. Có một người điên khùng khùng á, cái đầu óc và thần kinh á, là một con người mà dám tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Hãy xem thì Chúa Giêsu có chỗ nào trong cuộc đời của Chúa Giêsu chúng ta có thể tìm được ngoại chứng lẫn nội chứng của Kinh Thánh để thể hiện rằng Chúa Giêsu có vấn đề về tâm lý hay không? Chúng ta có thể khảo sát điều đó trong cách sư giảng dạy của Chúa Giêsu. Tôi muốn đề cử chúng ta ít nhất có hai trường hợp để xem Chúa Giêsu có vấn đề về tâm lý hay không. Chúng ta nhớ câu chuyện người ta bị bắt một người nữ tà dâm, tức là người nữ ngoại tình đó, và người ta đem đến Chúa Giêsu. Thực ra cái việc người ta làm điều này không phải là để hỏi ý kiến của Ngài nên xử như thế nào đâu. Mục đích của người ta làm điều này, chúng ta biết rồi, để gài bẫy Chúa mà thôi. Người ta muốn gài Chúa. Nếu Chúa Giêsu nói thôi bỏ cho nó đi, tha cho nó đi, nó phạm tội lần đầu, nó là phụ nữ mà, thì Chúa Giêsu đã phạm vào luật Môi-se, tà dâm là phải bị ném đá. Và nếu Chúa Giêsu nói thôi ném nó đi, đây là tội không thể tha thứ được theo luật pháp, thì Chúa Giêsu là một tên giả hình. Ngài vừa mới giảng ở đây thôi. Ngài giảng là gì? Hãy yêu thương người ta, yêu kẻ thù mình. Ai vả má bên này cho vả luôn bên kia, ai lấy áo ngoài cho luôn áo trong. Mà bây giờ một người phụ nữ tội nghiệp như thế mà Ngài biểu ném đá, thì quả như Ngài là giả dối rồi. Thế thì Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Hai cái câu trả lời đó đều có thể biến Chúa Giêsu trở thành một người gặp nguy hiểm hết. Tôi tin rằng lúc đó chắc Phi-rơ, Thô-ma, những người môn đồ của Chúa Giêsu toát mồ hôi, chắc ngóng chờ Chúa Giêsu trong trường hợp này không biết Ngài sẽ trả lời sao đây. Ngài mà trả lời không đúng thì là chết cả đám hết. Và Chúa Giêsu trả lời: ai trong các ngươi
không có phạm tội. Hay nói khác, ai trong các ngươi mà không có tội lỗi nào á thì ném đá cô ấy đi. Điều này muốn nói đến điều gì? Tôi không có muốn đi sâu vào vấn đề này, nhưng đều là điều hết sức khôn ngoan của câu trả lời của Chúa Giêsu. Không chừng trong những người đó đã từng là những người ăn ở với đàn bà này, chúng ta không biết trước hết. Chúa Giêsu đánh vào con người, tất cả chúng ta đều là một là tội nhân. Ngài đã đánh vào điều đó và cái đánh cho chúng ta biết rằng từng người một đều biết mình là người có tội, đều biết mình là không xứng đáng để kết án ai cả, đều biết mình là người không có lý do gì phải giết người vì mình không có thẩm quyền đó. Tất cả chúng ta không có thẩm quyền điều này, vì sự sống và cái chết thực ra nằm trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Và huống hồ chi chúng ta chưa có điều tra một cách cụ thể mà dám kết án điều đó. Họ từng người một đã bỏ đi và chỉ còn lại một người nữ mà thôi. Nếu một người có vấn đề về não bộ, một tên điên đó, một người có vấn đề về thần kinh, thì không thể nào giải thoát mình một cách ngoạn mục trước những cái mưu kế rất là tinh vi của những người Pharisee được. Điều thứ hai nhé, bằng chứng thứ hai nữa, đó là lúc tại đền thờ. Khi Chúa Giêsu đang giảng ở tại đền thờ, lúc này đấy, ba phe mà thường không có chơi chung với nhau, ba phe này không đội trời chung với nhau. Phe của Herod, phe của Pharisee và phe của Sadducee, đây là ba phe là gặp nhau là chỉ có quấn nhau thôi, chứ đừng nói ngồi chung với nhau. Vậy đấy, vì cớ họ có một mục tiêu chung, đó là Chúa Giêsu là mục tiêu của họ. Tiếng tăm của Chúa Giêsu nổi như cồn. Mục tiêu họ là hạ nhục được Chúa Giêsu và giết được Chúa Giêsu, bắt được Chúa Giêsu. Cho nên họ trở thành có một cái mục tiêu chung rồi đó. Cho nên họ mới ngồi lại với nhau bàn kế sách nào mà hay nhất để bắt tội Chúa Giêsu. Và họ tìm cách để bắt tội Chúa Giêsu từ lời giảng dạy của Chúa Giêsu cho đến gia đình của Chúa Giêsu và nhân phẩm của Chúa Giêsu, họ đã từng thử hết rồi. Nhưng vấn đề khác họ cần phải đề cập đến, đó là vấn đề liên quan đến chính trị xã hội. Đó là vấn đề nộp thuế cho Caesar. Đây là đụng chạm vấn đề chính trị. Chúng ta thấy một hội thánh mà nói chuyện chính trị nguy hiểm lắm phải không? Và bây giờ họ nói chuyện chính trị. Họ đưa Chúa Giêsu vào cái thế là Chúa Giêsu phải trả lời. Và cái thế trả lời của Chúa Giêsu kiểu gì bị dính bẫy của họ hết. Nếu Chúa Giêsu nói chúng ta không nên đóng thuế cho Caesar, thì chúng ta là con cháu Abraham, chúng ta là dòng dõi tự do, chúng ta không bị nô lệ của ai cả, thì Chúa Giêsu đang trở thành một vô tình ngài trở thành một nhà cách mạng đang chống lại người La Mã, và dĩ nhiên lập tức người La Mã sẽ bắt Chúa Giêsu và giết ngài mà không cần phải xét xử. Và nếu Chúa Giêsu nói chúng ta phải đóng thuế theo luật như thế nào, chúng ta phải làm như thế, thì Chúa Giêsu cũng chết với người Do Thái, vì Chúa Giêsu trở thành một người Do Thái gian, là người giảng dạy những cái điều mà để phục vụ cho một đế quốc khác mà không phục vụ cho lợi ích của dòng tộc. Và chúng ta biết kết quả rồi. Chúa Giêsu nói cái gì thuộc về Caesar hãy trả cho Caesar, và cái gì thuộc về Đức Chúa Trời hãy trả về Đức Chúa Trời. Đây là một câu trả lời hết sức khôn ngoan. Chúa Giêsu muốn nói với những người đang thách thức ngài rằng chúng ta đang ở hai công dân khác nhau. Chúng ta là công dân của nước thiên đàng và chúng ta công dân của dưới đất này. Là công dân của nước thiên đàng thì phải làm tròn trách nhiệm của công dân của nước thiên đàng. Cái gì của Đức Chúa Trời phải hoàn trả cho Đức Trời. Là công dân của nước dưới đất này phải phục tùng và phải làm những gì luật pháp đã dạy dỗ. Những sự trả lời như thế này không đụng chạm ai cả. Và họ đã không tìm được bất kỳ cớ nào để có thể bắt Chúa Giêsu, và họ đã bỏ mình. Câu hỏi tiếp theo mà chúng ta đang nhấn mạnh ở đây: nếu Chúa Giêsu có vấn đề về não bộ, nếu Chúa Giêsu có vấn đề về tâm trí, thì Ngài không thể nào giải thoát mình bằng những câu trả lời cực kỳ khôn ngoan như thế được. Như vậy, nói Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời là chuyện không thể. Vì nếu nói Ngài là lừa dối cũng không được, nếu Ngài là một tên điên thì không được. Một người mà dám tự xưng mình Đức Chúa Trời, một là sai hoặc là đúng mà thôi. Vậy chỉ có cách duy nhất đó là đúng. Và nếu điều đó là đúng thì chúng ta một là tiếp nhận Chúa, hoặc là khước từ Ngài mà thôi, không có cách nào khác. Và những năm đời nhà Thanh đó, và thời cách mạng mà của những người mà Tăng Thiên Địa và đời nhà Thanh, thì có những cái giáo sĩ đến từ nước ngoài, từ châu Âu đến tại Trung Quốc, và họ bắt đầu giảng Tin Lành. Dĩ nhiên là người Công giáo. Thì ông Hồng Tú Toàn là người mà lãnh đạo Tăng Thiên Địa vào tại thời điểm đó. Ông nghe ông cha giảng về Chúa Giêsu Christ là người Do Thái,
ngày chết 3 ngày 3 đêm và sống lại. Ông thấy khoái và coi chuyện đó quá, cho nên ông bắt đầu giảng cho các môn đồ của mình và lính của mình rằng mình cũng là con Đức Chúa Trời của người Trung Quốc, tôi là Giêsu của người Trung Quốc. Và sau đó ông giả chết 3 ngày 3 đêm để sống lại. Và quý vị biết kết quả là gì? Phong trào của Hồng Tú Toàn, phong trào Tam Thiên Địa đã bị nhà Thanh dẹp tan cái phản loạn đó một cách rất là mau chóng. Cũng có những người đã tự xưng mình như Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, nhưng đều biến mất cả. Như Chúa Giêsu được tồn tại đến muôn đời, và ngày nay hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người đang tôn thờ Chúa Giêsu, họ đang thờ phượng Chúa Giêsu giống như họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không san sẻ vinh quang của Ngài cho bất kỳ người nào, kể cả là con Ngài, nếu con đó không phải là không có đồng đẳng với Ngài. Và chúng ta biết Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Tôi muốn lướt qua cái phần này trước khi chúng ta nghiệp thuật, đó là về chức vụ của Chúa Giêsu. Ở trong tài liệu của chúng ta có những cái phần này, chức vụ của Chúa Giêsu có thể được chia ra hai cái phần đơn giản: chức vụ công khai và chức vụ thầm lặng. Ở trong chức vụ công khai của Chúa Giêsu thì chúng ta thấy có sáu mục cơ bản. Ngài đã chuẩn bị cho chức vụ, và sau đó có lễ vượt qua đầu tiên, và tiếp tục có một cái lễ mà Giăng đã đề cập đến mà không biết là lễ gì, chúng ta gọi là lễ không tên. Và sau đó có lễ vượt qua lần thứ hai, và tiếp theo là lễ đền tạm, lễ liều tạm đó, và cuối cùng là lễ cung hiến. Và tất cả điều này được diễn ra một cách công khai. Lễ cung hiến hay còn gọi là lễ thanh tẩy, đây là nghi lễ tưởng nhớ lúc mà hai gia đình, hai anh em Ma-cô-bê là người mà đánh lại cái sự tấn công của Assyri và Hy Lạp tại thời điểm đó, lúc mà những người Assyri đem con heo đó dâng lên trên bàn thờ, thì họ đã đánh đuổi cái giặc ngoài sông. Và trong có chuyện này diễn ra ở trong 400 năm yên lặng nhé, không có ở trong kinh thánh của chúng ta. Thì Ma-cô-bê, anh em Ma-cô-bê là nhà cách mạng, và họ đã thanh tẩy cái đền thờ tại thời điểm đó. Và sau đó người Do Thái có cái lễ này, có một lễ gọi là lễ cung hiến, hay là lễ dâng nhà thờ, dâng đền thờ lại cho Đức Chúa Trời, thanh tẩy nó lại, và còn diễn ra. Và chức vụ của Chúa Giêsu có liên quan đến vấn đề này. Và cuối cùng là lễ vượt qua lần thứ ba, đều diễn ra một cách công khai. Và chúng ta cũng có chức vụ chúng ta gọi là thầm lặng hay chức vụ riêng. Tôi muốn tóm tắt lại là cái thứ nhất là cái bữa tiệc ly, chúng ta thường gọi là tiệc thánh đó. Chúa phục vụ các môn đồ của Ngài bằng việc rửa chân và Ngài yên ủi họ, và sau đó Chúa chuẩn bị cho các môn đồ cho một chức vụ. Ở trong Giăng đoạn 15, Chúa đã cầu nguyện cho họ. Trong cầu nguyện này chứa đựng cái bài giảng ngắn của Chúa Giêsu. Và sau đó thì chúng ta thấy cuối cùng là sự chết của Chúa Giêsu, Ngài bị bắt, bị đóng đinh, và sau đó Ngài phục sinh. Nhưng mà sách Giăng có đặc điểm là không ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu lên trời, hay gọi là câu chuyện của sự thăng thiên. Đó là tổng thể về chức vụ của Chúa Giêsu mà chúng ta sẽ từ chiều nay và ngày mai chúng ta sẽ giải nghĩa sách Giăng đó, từng chương một đi tổng quan thôi, không có đi chi tiết đâu. Thì chúng ta sẽ đi một số chỗ như thế này. Ok, hôm nay là như thế này, tới đây được rồi. Anh em có điều gì một thắc mắc không? Tôi dành cho chúng ta thời gian khoảng 10 phút để anh em có những thắc mắc nào, có những câu hỏi nào trước khi chúng ta ăn trưa. Và 1:30 chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu. Xin mời các đại tế Chúa, các anh em, ai có những thắc mắc nào?